Đồ nghề Nhật Bãi Vĩnh Phước xin kính chào anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và một ngày tốt lành nhất. Hôm nay 8 tháng 1 mình có một số máy mình báo giá công khai. Anh em thấy thích món nào phù hợp với công việc thì chốt theo mã số và liên hệ qua tin nhắn hoặc điện thoại 0918 249 643. Mình lên clip 2, tiếp clip 1 hồi nãy nha các bạn. Mã 36. Hồi nãy cuối clip 1 là mã 35. Giờ tới mã 36, 100V. Lưỡi là 92 nha, 390k. Tem còn rất đẹp. Lưỡi còn đẹp lắm. Lưỡi rất đẹp nha. Không mẻ chỗ nào hết nha. Chỉnh cử đồ nhẹ nhàng ok. Mã 36, 390k, lưỡi 92. Ba cái máy vào gỗ mình có kèm lưỡi hết nha. Kèm cặp lưỡi 92. Lưỡi mà mình kèm theo là xài được chứ không phải đồ bỏ nha các bạn, yên tâm. Mình lựa lưỡi đẹp nhất của mình á là mình tặng mấy bạn á. Máy vào gỗ lưỡi 82. Toshiba. Tem quá đẹp. Máy còn mới. Lưỡi đẹp luôn. Lưỡi không có mẻ nha. Lưỡi không có mẻ, bén luôn. Cái cặt te nó bị nứt ở đây một chút, đo nhầm gì. Chỉnh cử rồi ngon lành. Cái này có ghi số watt nè, 570W nha. 390k. Tua 15.000 vòng trên phút nha. 15.000 vòng. Kèm cặp lưỡi 82.
cái mà bào mã 36 cũng 12.000 vòng luôn nha. Ê, 15.000 vòng luôn nha. Ồ. Máy bào này lưỡi 136 là 16.000 vòng trên phút. K nha. Lưỡi 136. Máy còn đẹp. Lưỡi còn bén không mẻ. Không mẻ luôn nha, lưỡi còn bén à. Ô, anh đây dăm chút xíu nha. Dăm chút xíu không nhầm gì hết. Có chỗ đó dăm chút xíu. Mình kèm cặp lưỡi này rất đẹp nè. Lưỡi 136 nè. Chỉnh cử luôn nhẹ nhàng nha. Mã 39 là máy cắt sắt mini 485W, đá 125, 750k. Cái này của clip trước mình bán rồi, chuẩn bị vô thùng ship. Cái anh đó anh đổi lại máy thằng khoan, làm cù lại luôn. Có người mua nữa mình quên mất không biết của ai. Bây giờ clip này mình bán lại nha. Có kèm cây mở đá nè, thay đá nè. Máy này thì xài rất bền rồi, đó là riêng của nó luôn nha, không phải chế nha. Sau này các bạn xài có hư motor mà sửa không được thì kiếm motor khác, kiếm máy mài khác chế vô, gắn vô là xài tiếp. Máy này là bảo đảm bao là xài rất bền, không có đánh lửa luôn. Máy cắt ok dữ lắm, còn nguyên zin không la cái gì hết. Nó có chỉnh cái lưỡi ngay chỗ này nè, cái cần nè, chỉnh đá ăn sâu ăn nhiều nè, xuống sâu cũng nhiều nè, chỉnh đây nè nha, nó đỡ lại đó. Đưa vít ba ke vô chỉnh con ốc đây nè. Giờ mình cắt lại thử nè, bằng cái sắt dày nè. $750k nha.
ngay chỗ cái bao nhiêu watt, hình như 700 760 watt hay gì ha. Ủa mất tiêu rồi, không này không tới 760 watt, 560 watt quá. Nó chốc đây rồi, được thấy được có 60 watt à. Máy cắt sắt mini. Này được lưỡi hợp kim nha các bạn. Lưỡi hợp kim còn quá đẹp luôn. Lửa kim thì nó tiện cái là cắt nó không có lửa, còn đá thì cắt có lửa. Này lửa ít lắm, lửa kim cắt lửa ít lắm. Hộp kim thì cắt nó đẹp ha, không có lửa. Nấu lại quá đẹp, không có lửa. Còn cắt đá có lửa. Đá bị bơ dớ, dính bơ dớ ha. Lưỡi hộp kim cắt đẹp hơn. Nhưng mà mua lưỡi hộp kim mất tiền nữa nha. Rồi. Mã 40 770k. Lưỡi đá thì nó rẻ, lưỡi hộp kim mất tiền. Hitachi. Lưỡi 216 nha, 210 đến 216. W công suất của máy cắt Hitachi. Mã 41, lưỡi 216 nha, 880k. Xay được, cắt được 45 độ luôn nha. Mở ốc này ra nè các bạn. Xay nó. Xây hai bên. Giờ mình chỉnh lại số 0. Xiết ốc này lại. Xiết ốc này lại là giữ, không có xây được nha. Ốc này. Mình có khúc gỗ này. Cắt thử coi. Bén lắm, lưỡi bén lắm. Lưỡi quá đẹp mà. Bỏ cái đinh đó đi. Cụ này nó bay tùm lum, giờ chỉ qua đây, chỉ qua đó đi, bay tùm lum.
nhự bén lắm. Mã 41 880k. Mã 42. Lưỡi 200 đến 216. Makita. Chỉnh qua lại nút này. Nó còn cái túi nè. Cái túi bài mặt cưa ra. Makita. Công suất. Thằng này nó không ghi công suất hết ta. 1050W luôn công suất. Chỉnh qua lại nút này luôn nha. Mở lên. Cắt được 45 độ. Chỉnh được hết. Cái này cái đế nhựa nha. Đế nhựa nó bị mẻ nè, thấy không? Nè. Mình gắn thêm miếng gỗ này vô, quá chắc chắn luôn. Mình nhờ cây cưa lọng của mình mà mình tỉa được mấy vòng cong đó nha các bạn. Còn cây cưa lọng là quên bán rồi. Đó. Mình gắn miếng gỗ vô quá đẹp rồi. Xin lỗi, không đẹp lắm. Gắn miếng gỗ thì vô chắc chắn làm cái đế đó quá chắc luôn, vững vàng, thấy không? Rồi cắt thử nha. Lưỡi riêng luôn, lưỡi bén luôn á, lưỡi đẹp lắm. Lưỡi 216, hai máy đều còn lưỡi 216 hết. Chuẩn bài, bài tùm lum. Rồi thấy rồi. Lưỡi bén lắm. Cắt nước mượt cái gỗ ha. Rồi các bạn gài xuống, đè xuống, đẩy cái chốt này vô. Rồi cứng cáp Makita 580k nha. Ý 850k nha. Máy cắt sắt bàn giá nó hơi cứng một chút, mình lựa cho mấy bạn xài là toàn là cái đế cắt mâm này nó dày bởi nó nặng dữ lắm, mà mình lựa của Hitachi với Makita thì các bạn xài vô tư rất là bền. Mà thường mấy máy này mấy bạn kêu bao ship, mà bao ship nó 110k. Đợt trước mình bán đá là 305 á, là 1.250.000.
không có lời, lời meo quá. Đợt này mình phải lên 50.000 nữa nha, là 1.300.000. Ba mấy bạn xài đánh lửa rất ít. Thường mấy cái máy mà mình lựa, mấy máy cắt sắt này mình lựa máy củ góp Lam Đồng, mòn rất ít để cho các bạn xài có độ bền cao. Máy này mình chỉ sơn lại cái mâm này thôi nha, với mấy cái nè, cái này nè. Còn mấy cái này cặp te với cái nguyên bộ phận motor này là nước sơn ghim đó, sơn ghim đó nha, mình để lại đó, mình không sơn, mình sơn này lại cho nó đẹp. Mình làm vệ sinh sạch sẽ hết cho các bạn xài. Tua 3.800 trong vòng 10 phút. Đá là 305. Rồi mình gắn cái đá Nhật luôn nha. Còn miếng đá Nhật mình gắn luôn. Để chỗ này hầm hên quá. Kệ nó. Đè xuống thì dặn thao tác cho nhanh. Rồi. Một kiều ba nha các bạn. Bao ship nha, chỉ khoảng bao ship nha. Mã 43. Clip 2 của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại.